Trường Quốc tế Á Châu Asian School đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 364 học sinh lớp 12 niên khóa 2022-2023. Trong năm học 2022-2023, học sinh Asian School đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tỷ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp kết quả này cho thấy chất lượng giảng dạy cũng như uy tín của Asian School khi hoàn thành tốt cam kết chuẩn đầu ra với phụ huynh. Tỷ lệ học sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi năm nay đạt 96%, trong đó hơn 39% học sinh đạt IELTS từ 6.0 trở lên và gần 9,5% học sinh có chứng chỉ TOEFL ITP từ 500 điểm trở lên song song với chương trình đào tạo học sinh asian school còn được trao dồi năng khiếu và kỹ năng của một công dân toàn cầu thông qua các hoạt động ngoại khóa đa dạng và nhiều học sinh đã liên tục đạt được thành tích cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế